Ngô Tê! Mở cửa cho em, anh ơi, lớn chuyện rồi! Anh ơi! Ai? Tử hình rồi, anh ơi, nhanh lên! Làm mở sao? Cửa em ơi! Mở cửa em đi! Đang có chuyện gấp, anh ơi, mở cửa đi! Nhanh, nhanh, nhanh ơi! Sao? Lâu quá! Anh Hùng gặp chuyện rồi! Chuyện gì? Bỏ đá này! Không! Anh Hùng bị bọn thổ phỉ bắt đi rồi! Cũng cùi như mày nữa nha. Ông ấy là bố của phỉ đấy, tụi biến. Không không, em nói thật đấy. Có thằng buôn ma túy bị công an đuổi theo, xong rồi nó cướp xe chở một học sinh đi tham quan, rồi anh Hùng đang lái xe đấy kìa. Xe ở đâu? Đội xe của mình đang bảo là ở bên Nầm Cửu ấy, cách Hồng Tây mình khoảng 20 cây. 20 cây. Ngon. Nhậu rồi. Ý anh. Khóa. Ôi lôi, té hết rồi nọng ơi. Ô anh ơi, em chưa nói hết. Chờ em anh ơi. Anh ơi. Ê. Đùa. Thằng nào đấy? Ai biết, chắc mới trốn chạy ra. Đi nhanh đi. Anh ơi! Làm sao đây? Nói luôn đi. Anh ơi, em quên không bảo là xe hết xăng rồi. Hết cái thằng cụ của nhà mày à? Hỏng hết việc của tao rồi. Mu tè. Ngon. Chờ em anh ơi. Chốt lại này, 4 triệu. 5 triệu nha. Đại ca đã cho hẳn 5 triệu cho chắn ấy. Cho cái loại mà tờ màu xanh mà hết số ấy, đếm cho nó lu lu. Đếm 10 tờ nó chắn này, đếm 8 tờ nó không chắn này, đếm không xuống tay. Đủ năm chưa? Nghịch cái nhà bố mày à? Không nghịch nhưng mà phải kiếm người chết đã. Đúng rồi. Ai ở trong này? Cứu người ta đã, không người ai ta ở trong này? Rạch ra đi, không người ta chết ngạt bây giờ. Thôi, cứ rạch ra đi đã. Bà hai, con em dâu à? Sao mày lại ở đây? Tao lại tưởng trong mày là con lợn cơ. Không, tao cứu mày rồi. Ôi. Bà có làm sao không? Bà hai có làm sao không? Sao lại gọi bà hai? Thì bà hai mà. Là như nào? Ở đây ai cũng biết là bà hai thôi mà. Dạ. Thằng Khương ra đây là cũng biết tất cả những chuyện này rồi đúng không? Không, mình cũng chỉ cứu người thôi mà. Tại ở đây mình không dám tin tưởng ai, nên mình phải nhờ hai anh em của đại ca thôi mà. Bà hai, may là nhờ có anh Hồng với cả anh Khương, không thì bà hai cũng khuất núi đúng nghĩa đen rồi đấy. Bà hai cảm ơn các anh ý. Ra khỏi đây thôi, chúng nó không buông tha tôi dễ dàng thế đâu. Đi. Không kịp rồi anh ơi.
Xuống xe. Chúng mày, tạm xe. Con kia đâu? Anh nói gì tôi không hiểu. Đi tìm nó. Sao đấy? Kim xăng đã rơi, trò chơi kết thúc. Hết xăng rồi. Thế nào? Sao tao đi cái xe nào cũng hết xăng thế nhỉ? Bà Hai đi dép của mình vào cho đỡ đau chân. Tao cảm ơn. Ở đây cũng có cái xe đạp Hồng nào nhỉ? Thôi, để mình gọi luôn cho sếp Hồng đón cho được việc. Đúng là thằng đầu đất ngu nhỉ, nguyễn cả phần thiên hạ. Thằng mà nó gọi cho tao, nó bảo đừng nhắc đến ông Tân trước mặt tôi. Mày điên à? Cứ rồ lên đấy, điên. Tôi quên mất, cảm ơn anh, cảm ơn cả anh nữa. Không có gì đâu, thôi mình đi đi, không chúng nó đuổi bây giờ đấy. Tôi vẫn cần một lời giải thích rõ ràng. Thì có cái gì đâu, bà cả ghen với bà Hai, định giết người quảng xác. Mình thương bà Hai chả có quân cán gì nên mình nhờ hai đại ca giúp thôi mà. Vấn đề tại sao anh biết mình đến cứu tôi cơ? Thì cũng vô tình mình thấy chúng nó bắt bà Hai thì mình lấy xe máy mình đuổi theo thôi mà. Còn chuyện sau đấy như thế nào thì tất cả mọi người biết rồi đấy. Cứu người là việc tốt mà, đúng không? Đây, con cho mượn cả Z đây. Xứng đáng được nhận ăn chừa chưa? Thôi, đi đi, không chúng nó đuổi đến bây giờ. Nhanh lên. Tôi mượn điện thoại. Đi cùng tôi đến địa chỉ này. Có an toàn không đấy? Cứ đi đi. Hôm nay anh sẽ biết rõ hơn về tôi.